Xin chào cả nhà, em giới thiệu cả nhà cái con máy lọc khí Daikin hộp. Đây là cái model cuối cùng của hãng Daikin còn sử dụng hai cột lọc tĩnh điện các bác nhé. Đối với em mà bán nhiều thì em đánh giá đây là một cái dòng máy mà lọc tốt nhất từ trước đến nay với cái công nghệ hai cột lọc tĩnh điện hai bên. Các model mới bây giờ thì họ cũng cắt giảm đi hết cái phần đấy rồi, không còn đâu ạ. Cho nên là đây có lẽ là cái model mẫu mã đẹp và còn thiết kế với cái hai cột lọc tĩnh điện. Trước này em bán là 3,8 triệu, mã số 25, bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển. Máy đầu bên áp điện 220V rồi ạ. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 100.000 chiếc máy này. Hình thức bên ngoài thì đây là màu mận. Màu mận thì nó có cái ưu điểm là nó bền màu. Các bác có dùng 5 năm hay 10 năm thì màu nó vẫn như vậy, chứ nó không bị ngả như màu trắng. Đấy, không bị ngả màu như màu trắng các bác nhé. Đây là một cái ưu điểm của nó. Hình thức con này thì nguyên zin, không có rút tát sơn si gì, zin tuyệt đối luôn. Đấy, mặt màu mận các bác nhé, các cái vết xước linh tinh có đấy, chứ không phải là đâu, vì là nó là màu mận không sơn si gì. Đây có các vết nhỏ đây các bác nhé. Đấy, đây quay các bác xem nguyên zin luôn. Cảm biến ẩm thì bên em đã thay mới rồi, báo chuẩn xác nhé, 86%. Lọc bụi mịn 2.5, báo bụi mịn 2.5 PM này. Cảm biến bụi mùi. Trên này thì các cái tính năng của nó thì giao diện thì giống cái thằng vầng trăng này. Con này giá cả thì chênh với thằng vầng trăng này có 500.000 thôi ạ. Nhưng các bác được một cái model đời mới, mẫu mã mới đẹp hơn, chênh nhau không nhiều các bác nhé. Năm sản xuất của nó 2016, sau khi tức là kế tiếp của cái thằng vầng trăng thì nó sang cái dòng này. Series máy là 4845, 75W. Con này thì các bác dùng lọc cho phòng khoảng từ 10 đến 50-55 mét vuông đổ lại, ok luôn. 3,8 triệu thôi. Mới con này đắt lắm, mới nó trước sản xuất mười mấy triệu. Đây các bác này, nó hơn các cái dòng khác là nó có hai cột lọc tĩnh điện hai bên này. Đến cái dòng Daikin cũng model hộp này mà đời 2018 thì nó cắt cái này đi và nó nối dài cái thanh này ra làm gấp đôi. Đấy, tức là cắt bớt hai cái thanh này. Chứ là bảo sao mà em nói là cái dòng này vẫn là cái dòng lọc hay nhất. Một, cấp độ lọc này, thô là hai các bác nhé. Màng HEPA con này là vẫn còn zin. Zin ở cái mức mà em nhìn thì nói chung là nó còn khoảng 50-60% thôi, vẫn còn dùng được. Cho nên là như vậy em vẫn để cái màng này zin cho các bác và tặng kèm theo một cái màng mới nhé. Đấy, thì để các bác về mà không thích màng này thì các bác bỏ đi, các bác lắp cái màng mới vào. Còn than này than zin này. Đấy, những cái màng nào mà nó còn đẹp, còn khoảng 70-80% mà đẹp lên thì em sẽ để. Còn cái này thì thôi cứ để cho các bác vứt thi thì nó cũng hơi phí. Mình dùng thêm được bao lâu thì mình dùng. Đấy, đấy là có cái gì thì nói với các bác như vậy. 3,8 triệu thôi nhé. Một năm. Bọn này lọc thì nó đỉnh cao nhất rồi. Đấy, bình nước buồn này. Đấy, buồn để làm gì? Ví dụ như các bác dùng điều hòa hoặc là thời tiết hanh khô thì các bác cho nước vào bình và buồn. Mang cường zin còn rất là xốp nhé. Đấy, rất là xốp luôn. Nói chung là một con máy ở một cái mức lọc hiệu quả tốt. Đấy, hình thức tương đối, cũng không xuất sắc mà cũng không xấu. Đấy là bán thì cứ có như là quay chia sẻ với các bác như vậy, nguyên zin tuyệt đối từ bên mạch đến hình thức bên ngoài nhé. 3,8 triệu, bác nào có nhu cầu thì qua luôn cho em. Chào các bác.